này hàng Thái vỏ nó mỏng lắm chị. Thái rất là ngon. Cái đó 170 nha chị. Chị ăn cơm gáo và cơm thịt khô phải không? Có cái nhỏ thôi. Phải. Cái nhỏ đây là chị. Mấy cái nhỏ nhỏ trên đây là chị. Nhỏ mà muối nhiều lắm vậy, 5 muối, 5 muối không mà vậy. Thằng Thái Lan vỏ nó mỏng lắm. Cái này đi, chấm giữa đi. Chị ăn liền hay là mai ăn? Ăn liền trên đây là chị con. Cái khô luôn á anh, cái khô không ướt nha. Khô không ướt. Cái này đi. Có dấu hiệu trời mưa hay sao mà gió dữ vậy? Đẹp nó chín á. Cái này chưa gáo luôn rồi, cơm gáo mà. Mày mở ra cô ra. Sầu riêng tí hon. Sầu riêng tí hon. Cặp bánh Sài Gòn. Cái coi cái này chín, hàng này nó chưa chín nhiều đâu. Ừ. Đã đó chân liền đi chị. Chúng ta đã là 202 nha cô chú. Sông Thái chị. 204 rồi, 204 Nguyễn Thái Bình. À, phường 12 quận Tân Bình. 107 này của Thái Lan nhập khẩu. Bao ăn nghe người đẹp phu mini. Bao sườn lạc. Bao sườn lạc, bao ăn. Cái trái bự là cho. Bao ăn bao sườn lạc luôn á. Ừ. Cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Khách Sài Gòn bữa vai ăn sầu riêng đi hòn. Sầu riêng tí hon nha cô ơi. Chăm sâu lắm. Xíu mua nhiều cái. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà. Khỏi tàu đưa luôn, đưa thẳng vô luôn. Đi vui phải không? Nhìn nhỏ nhỏ vui quá. Khách đang chăm chú để xem sầu riêng trái nhỏ xíu. Đang khó trên mạng quá. Dạ. Trái nữa đủ 200 mà. Dư được không? Dư, chắc chắn dư.
chỗ cơm ngon. Hoàng, hoàng ống ánh này. Hoàng ống ánh không? Trời ơi. Chuyển khoản anh ơi. Tại công banh em. Có chuyển khoản luôn nha cô chú. Nếu mà tới mình không không vay mượn tiền thì cứ chuyển khoản. Nhỏ lớn anh. Chuyển khoản kìa, chuyển khoản kìa. Bữa sau anh in cái tờ tờ giấy chuyển khoản của anh để anh dán lên đây nè. 497. Dễ hơn. Quét mã luôn. Đúng rồi. Quét mã QR luôn. 394. Mấy nhá à? Dưới nó dài. Chúng mà đi dồn muối hết trơn em ạ. Dồn muối đi dài. Anh kiểm tra giúp em. Rồi được hả? Không cần kiểm tra luôn, được rồi đó. Dữ quá. Cái này trái sầu thì trái này ngon lắm nè. Chín tới rồi đó. Cơm tuôn đó của mày. Này 207. 207. Một trái trước luôn. Nè anh. Luôn được. Cái nhỏ cái lớn, nhỏ phải. Đâu, cái nhỏ chấm chửi. Ủa mà kia bán hàng luôn kìa. Thấy không? Nó lép muối rồi nè, thấy không? Giá rồi chỗ này. Giá rồi. 2 trái luôn rồi. 2 trái 207 đó chị. Ờ lấy 2 trái cho chị được kìa. 2 trái cho chị cái nè. Có 7.000 lẻ không anh? Được không? Trời ơi, có 10.000 đấy. Dạ. Đó, nhỏ nhỏ nhưng là có vỏ đó. Có ri sáng nha mọi người, mình thích cái mì lì nha. Cái điều mới lạ thôi. Cái viên nhỏ. Chờ rồi, chẳng chờ chờ tí luôn. Bữa nay anh nhắc phải tăng cường thêm nhân sự để hỗ trợ. Này cơm này ngon lắm. À, cơm đó, cơm này dữ dằn. Còn hứng thôi, đỏ cam luôn. Đỏ cam luôn hả? Ừ. Đó. Cơm khó kéo không giá này nhiều lắm 24 của anh quên kìa trời mấy cái đầu tiên mình thêm trái nữa hả một trái cung mà đi trái này chưa chín anh ơi. Thôi khách này vừa khách đứng xếp hàng cơm sao đó cũng cơm thô cơm nhão thô hả thô bên đây nào mày đầu này cũng có lắc anh thô bên đây là thế rồi này 107 này người đẹp ơi. Này chín quá hơn. Này chín chắc rồi. Ừ, nứt ra luôn mà.
xếp hàng dài. Ở gì luôn rồi đẹp, để gì luôn hả? Rất là nhiều sầu riêng phun ở đây luôn, sầu riêng nhỏ tí hon, trái tầm khoảng mấy lạng đó cô chú, mấy lạng ký trở lại à, chứ không không có nhiều nha cô chú anh chị và các bạn đó. Thì những trái sầu nó nhỏ xinh xinh. Cái này trái này ngon lắm. Tôi có hộp luôn ạ. Sáu trăm ba ngon lắm, hàng nó muối dữ, năm muối năm muối luôn. Anh muốn nằm muốn sầu Thái. Dạ
chả năng là chết người. Bên quy bên đây là thang thái hết á, chỉ có bên đây là diệt thôi. Lấy loại nào em? 107. 106. 103. Đứng lại chụp hình thấy vui quá, bởi vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh đó cô chú. Dạ, nó nhỏ nhỏ xinh xinh trong lô trong nhão bị ngửi rồi đó, cái đó chín chưa. Ở trong là thầu nhỏ nhỏ xinh xinh là ngày đó cơm chú sữa mà nó béo anh lấy tờ 100 cho anh nó béo ngậy luôn. Full money sầu thái bỏ hầm quá vậy nó tí hon đầu tiên thái á chị. Dạ 107, 150. Cái này không? Một thứ sáu. Một thứ sáu. Khách tò mò vì cái trái sầu riêng nó nhỏ tí hon lắm của chú. Con cái sầu riêng của Việt Nam mình. Để hợp đi chú mình. Super chat. Nuôi ra chóc cái này. Super chat. Carbon gì nè. Cái này mẹ okay. Cái này cái làng mà thấy nhiều cái xe đó, nhưng mà Việt Nam nó hiếm lắm. Biên cái bình sắp hợp ở đây này chung. Dạ có vô. Giấy hay giấy em?
Thái Lan. Cơm vàng ở đâu anh? Cơm vàng ở đây nào? Cơm vàng đây. Dạ. Thôi lỗi. Cơm vàng ở đây anh? Cơm vàng ở đây nè. Dạ. 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 Dạ